Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình dạy Beatbox. Mình mới là Linh C. Và ở bài trước thì chúng ta đã học về hai tiếng trống cơ bản của Beatbox, đó là tiếng kick drum và 808 kick. Và mình hy vọng là các bạn đã tập luyện được chúng thành công. Và ở số này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếng hi-hat. Tiếng hi-hat là một tiếng mô phỏng cái mà gọi là xanh pan ở trong bộ trống. Khi bạn gõ cái xanh pan thì lúc mà nó đóng thì nó sẽ có tiếng kêu như thế này. Và cách làm của nó sẽ là như thế này. Các bạn sẽ nói âm T trong tiếng Anh. T, 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 T. Đấy, và các bạn sẽ bỏ cái nguyên âm Y đằng sau đi và chỉ còn chữ T thôi. Và nó sẽ thành như thế này. Và để làm được thì các bạn sẽ ngậm hờ miệng. Và chỉ để hờ một chút thôi và sẽ nhấp miệng và nói T. Đây là một âm để bảo là dễ thì cũng không phải là dễ, nhưng mà có thể nói là nếu mà để làm hay thì cũng khá là khó. Vì vậy các bạn phải làm tiếng hi-hat này phải làm thật dứt khoát. Và nó ở trong đây là một tiếng rất quan trọng mà về sau khi mà mình beatbox thì nó sẽ được sử dụng rất là nhiều. Hầu như khi nào mình beatbox thì mình cũng sử dụng đến hi-hat. Vì vậy mình yêu cầu đối với tiếng hi-hat đó là các bạn phải làm thật dứt khoát. Và nhiều người khi mà mới tập thì thường hay nhầm với cả đấy, đó hoàn toàn là không phải, bởi vì có thể là nghe giống nhưng mà khi mà mình về sau mình làm nhanh thì nó sẽ không được hay như hi-hat. Vâng, và bây giờ các bạn hãy cùng tôi làm tiếng hi-hat này. Và khi các bạn đã tập, lúc đầu các bạn hãy làm chậm thôi. Khi mà các bạn đã làm được khá là nhuần nhuyễn rồi thì các bạn có thể làm nhanh dần lên. Và ngoài ra thì còn một tiếng nữa, đó là open hi-hat. Nó có nghĩa là khi mà mình người đánh trống đánh vào cái xanh pan đang mở. Bình thường là khi vừa rồi là tiếng đánh vào xanh pan khi nó khép, và khi nó mở ra thì nó sẽ có tiếng dài hơn. Các bạn sẽ sử dụng hơi, thêm hơi vào sau khi làm chữ T. Các bạn hãy kéo dài hơi ra và đánh vào chữ T thật mạnh, và sau đó vẫn để hơi để đi qua khe răng. Và sau đây là một đoạn ví dụ. Và lưu ý khi mà các bạn làm tiếng hi-hat này, đó là một lưu ý mà mình cũng muốn nhắc ở tất cả các âm, đó là các bạn phải làm thật mạnh và dứt khoát. Và để sau này khi mà các bạn kết hợp các âm với nhau thì nó sẽ không bị gây ảnh hưởng đến lẫn nhau và nghe nó không còn hay nữa. Các bạn phải cố gắng tập cho tiếng nào ra tiếng đó và làm thật dứt khoát. Và với hai tiếng trống và hai hét mà các bạn vừa được học thì có thể tạo được một cái nhịp đơn giản như sau. Và ở số sau thì mình sẽ dạy các bạn tiếng snare. Nó là tiếng còn lại trong bộ các âm cơ bản của beatbox. Và sau khi các bạn tập được thì các bạn sẽ có thể làm được một nhịp hoàn chỉnh. Và muốn làm được như vừa rồi thì các bạn hãy cố gắng tập thật chăm chỉ hai tiếng trống và hi-hat. Và hãy nhớ đón xem số sau, snare.